Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo tin Mạch Sống Media, qua lá thư chung 31 nhân sĩ và 13 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nêu vấn đề trả tự do cho những tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi viếng thăm quốc gia này vào cuối tháng 8. Chúng tôi thành kín yêu cầu bà nêu lên trường hợp của ông Nguyễn Bắc Tuyến và kêu gọi việc trả tự do cho ông ấy và việc trả tự do cho tất cả những người đang bị cầm tù hoặc bị giam giữ vì thực hành các quyền dân sự và chính trị căn bản tại các buổi họp với giới lãnh đạo Việt Nam theo đúng với cam kết của hành pháp Biden-Harris là diễn dương nhân quyền trong chính sách đối ngoại. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSS, tính đa dạng của các nhân sĩ và tổ chức ký tên thể hiện mối quan tâm của quốc tế. Phần lớn những người và tổ chức ký tên đã từng lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Ông nói họ là những người có uy tín và có tiếng nói ảnh hưởng. Trong số nhân sĩ ký tên có hai cựu chủ tịch và một cựu phó chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế và cựu phó tướng Cộng hòa Slovak, cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo quốc tế, một số tu sĩ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau ở Việt Nam cũng đứng tên trong văn thư. Ông Nguyễn Bắc Tuyến được nêu lên như một hồ sơ nổi bật, điển hình cho tình trạng đàn áp nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam. Ông Tuyến được bảo trợ bởi Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, nữ dân biểu Hoa Kỳ Joe Lofgren và nữ dân biểu Đức Chide Jensen tháng 8 năm 2020, 65 vị đương kim và cựu nghị sĩ ở 28 quốc gia cùng lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Tuyến. Số tù nhân lương tâm Việt Nam đã vượt con số 250 tù nhân, trong đó có khoảng 90 người là tù nhân lương tâm tôn giáo. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giải thích ông Nguyễn Bắc Tuyến làm trường hợp tiêu biểu và nổi bật trong con mắt quốc tế. Bức thư chung cũng nêu lên hồ sơ của hai cha con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Bùi Văn Trung và ông Bùi Văn Tâm, ông Phan Văn Thu, thuộc Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo, mục sư Tin Lành Tây Nguyên, Y Dích và giáo dân Công giáo, ông Hoàng Đức Bình. Song song, một lá thư chung thứ hai cũng đã được gửi đến Phó Tổng thống Harris, gồm chữ ký của 26 tổ chức và 20 cá nhân, được thu thập thông qua bàn tròn tự do tôn giáo quốc tế thành lập cách đây 11 năm, nên là mạng lưới của những nhà đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo trên toàn cầu. Bàn tròn này họp mỗi tuần để cập nhật tin tức và đưa ra hành động đối phó. Tiến sĩ Thắng chủ trì nhóm công tác khu vực Đông Nam Á của mạng lưới BPSS đang sắp xếp để trao đổi trực tiếp với giới chức tòa Bạch Ốc về nhiều vấn đề liên quan đến Việt Nam và Đông Nam Á trước chuyến đi của Phó Tổng thống Harris. Ủy hội Hoa Kỳ bổ sung danh sách tù nhân lương tâm người Tây Nguyên. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Ủy hội Hoa Kỳ Tự do Tôn giáo Quốc tế US Commission on International Religious Freedom USCIRF bổ sung danh sách nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo với 15 hồ sơ nạn nhân người Tây Nguyên, nâng tổng số người Việt trong danh sách lên thành 51. Tổng cộng danh sách có 1.038 nạn nhân ở 16 quốc gia mà USCIRF quan tâm đặc biệt. Việt Nam đứng hạng tư về số nạn nhân sau Trung Cộng 549, Nga 184 và Iran 108. Trước cuộc bố ráp danh sách của USCIRF có 36 nạn nhân người Việt, ít hơn Eritrea 45 và xấp xỉ Pakistan 35. Con số nạn nhân trong danh sách của USCIRF là một chỉ số về mức bách hại tôn giáo ở một quốc gia. Ba quốc gia dẫn đầu gồm Trung Cộng, Nga và Iran đều bị Hoa Kỳ chế tài nặng nề. Với Việt Nam xếp hạng thứ tư, USCIRF có thêm căn cứ để vận động hành pháp Biden đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSS nhận định CPC là viết tắt của Country of Particular Concern, là quốc gia cần quan tâm đặc biệt về vấn đề đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Từ năm 2017 đến giờ, năm nào USCIRF
cũng khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC. Trước đó, năm 2005 và 2006, Việt Nam đã bị ở trong danh sách này để thoát ra và tránh bị chế tài. Nhà nước Việt Nam cam kết với Hoa Kỳ sẽ tôn trọng tự do tôn giáo. Trong thực tế, Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo, nhưng khéo che đậy bằng cách dựng lên các tổ chức tôn giáo quốc danh và công nhận một số tổ chức tôn giáo không quốc danh nhưng sẵn sàng tuân phục nhà nước để đổi ít bổng lộc. Các tổ chức này được nhà nước Việt Nam dùng để chứng minh với Hoa Kỳ là tình trạng tôn giáo có cải thiện, giúp cho Việt Nam thoát danh sách CPC, tiến sĩ Nguyễn Đình Thăng nói. Cuộc bô ráp của Công an Đắk Lắk giúp mọi người hiểu rõ thực trạng ở Việt Nam, và đây là một diễn tiến tốt. Hành vi của Công an tỉnh Đắk Lắk quá lộ liễu, làm cho các tổ chức tôn giáo quốc danh hoặc tuân phục khó có thể biện bác. Phát biểu tại hội nghị thường đỉnh về tự do tôn giáo tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 13-15 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken khẳng định rằng tự do tôn giáo là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Cuộc bô ráp ở Đắk Lắk diễn ra ngay sau khi mục sư Aga có tín đồ bị đàn áp trong cuộc bô ráp. Phát biểu tại hội nghị này, tiến sĩ Nguyễn Thắng cho biết, chiến dịch bài trừ tra tấn ở Việt Nam do ông Đồng sáng lập năm 2012, còn nhiều hồ sơ tù nhân lương tâm người Tây Nguyên chưa chuyển cho USCIS. Cuộc bô ráp của Công an Đắk Lắk nhắm cùng lúc vào 6 cộng đồng Tây Nguyên theo đạo Tin Lành trong các ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, đang mở ra cơ hội để đẩy lùi chính sách bách hại tôn giáo của nhà nước Việt Nam nói chung. Trước hết, và đây là điểm có lẽ khá bất ngờ cho chế độ, quốc tế đã phản ứng nhanh, mạnh và đồng loạt chưa từng thấy. Ngày 16, giới chức của nhiều tòa đại sứ đã lên tiếng trực tiếp với chính quyền Hà Nội và Đắk Lắk. Cũng ngày 16, một số hình ảnh và đoạn video chọn lọc được đưa lên Facebook cho Công an Đắk Lắk thấy rằng mọi hành vi của họ đang được quốc tế theo dõi. Ngày 19, thông tin tóm tắt về sự việc được gửi đến nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCIS và một số tòa đại sứ phương Tây ở Việt Nam. Ngày 16 tháng 7, Công an mời thầy Iken Bđắp thuộc buôn Ekit, huyện Chư Quỳnh lên đồn Công an làm việc. Ngày 20, giới chức đặc trách nhân quyền của Hoa Kỳ phỏng vấn một số nạn nhân để báo cáo về cho chính phủ của họ. Ngày 22, dân biểu Christopher Smith, tác giả luật nhân quyền Việt Nam và đồng chủ tịch của Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ, được tường thuật cặn kẽ về cuộc bố đáp của Đắk Lắk. Một buổi điều trần có thể sẽ được thực hiện bởi Ủy hội này về tình trạng đàn áp tôn giáo ở Tây Nguyên và tình trạng buôn người lao động ở Việt Nam nói chung. Ngày 24, bản báo cáo chi tiết được gửi đến Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, USCIS và nhiều tòa đại sứ. Ngày 25, thông tin về cuộc đàn áp được chia sẻ với Liên minh cho tự do tôn giáo quốc tế, gồm 32 quốc gia thành viên và 5 quốc gia quan sát viên. Ngày 27, nhân viên đặc trách Việt Nam của Ủy hội USCIS phỏng vấn một số nạn nhân. Cùng ngày 27, tiến sĩ James Carr, ủy viên của USCIS và ông Ned Frey, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, lên án hành vi của Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngày 28, bản báo cáo chi tiết đã được gửi cho nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc. Chỉ một tuần sau sự việc xảy ra, ngày 30, danh sách tù nhân lương tâm của USCIS được bổ sung thêm 15 người Tây Nguyên. Theo đạo Tin Lành, đây là tín hiệu về mối quan tâm tăng mạnh của USCIS đối với tình trạng đàn áp tôn giáo Tây Nguyên. Ngày 31 tháng 7, đại sứ George Chumer, đặc trách tự do tôn giáo hay niềm tin của Hòa Lan, kiêm chủ tịch Liên minh cho tự do tôn giáo quốc tế, lên tiếng bày tỏ quan ngại. Cô Helisa Nia, 21 tuổi, phải chuyển nước sau cuộc bố ráp và khảo tra của công an cùng với con gái 17 tháng tuổi, bị khủng hoảng tinh thần trước hành vi bạo lực của công an. Buôn Chá, xã Chư Né, huyện Krông Búc, ngày 16 tháng 7, 2021. Các yếu tố sau đây đóng góp cho phản ứng bén nhạy và mạnh mẽ này của quốc tế. Bảo vệ tự do tôn giáo là trào lưu đang lan rộng trên thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp hành động một cách chặt chẽ với 32 quốc gia thành viên của Liên minh cho tự do tôn giáo quốc tế và niềm tin. Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam phối hợp chặt chẽ với trên 10 tòa đại sứ thuộc các quốc gia này
để bảo vệ tự do tôn giáo. Công an Đắk Lắk đã chọn sai thời điểm khi thực hiện cuộc bố ráp ngay khi hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế đang diễn ra ở thủ đô Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 7, Mục sư Aga thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị này. Chỉ 24 tiếng sau đó, hàng loạt tín đồ của hội thánh này ở Đắk Lắk bị công an bố ráp. Tiếp tục, nhờ chú ý thách thức toàn thể hội nghị, trong số 900 người tham gia hội nghị có giới chức của 60 quốc gia, các chuyên gia Liên Hợp Quốc, lãnh đạo của hầu hết các tôn giáo và đại diện của hàng trăm tổ chức nhân quyền quốc tế, DP Christopher Smith, DPSOS là thành viên kỳ cựu trong phong trào tự do tôn giáo toàn cầu, nên có thể huy động sự lên tiếng nhanh và mạnh của quốc tế. Từ năm 2015, DPSOS, Ban tròn tự do tôn giáo quốc tế và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là thành viên ủy ban chỉ đạo của tập hợp gần 1.000 tham dự viên của ban tròn này. Tiến sĩ Thắng thuộc Hội đồng Tư vấn cho Liên minh cho tự do tôn giáo quốc tế và niềm tin. Tiến sĩ Thắng cũng ở trong ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì tự do tôn giáo quốc tế chủ trì mạng lưới lãnh đạo trẻ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.